Hơn 30 năm qua, hầu như ngày nào chiếc xe đặc biệt với phần dưới là xe lăn, phần trên là quầy hàng này cũng có mặt ở góc đường Nguyễn Tri Phương tại quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Đây là nơi ông Diệp Đức Quyền, 60 tuổi, nhận sửa chữa đồng hồ cũ. Ông Quyền bị suất bại liệt từ nhỏ, năm 7 tuổi, ông được cha mẹ đưa vào trung tâm trẻ em khuyết tật. Năm 12 tuổi, ông rời trung tâm về sống với gia đình. Năm ông 20 tuổi, ông thường gia phụ một người em khuyết tật làm nghề sửa chữa đồng hồ. Một thời gian sau, ông thấy bản thân phù hợp với công việc đó nên ra chợ mua cả rổ đồng hồ cũ về mày mò, nghiên cứu. Bộ đồ nghề đơn giản, có những thứ theo ông mấy chục năm nay nhưng vẫn được ông gìn giữ cẩn thận. Hàng ngày, ông sửa đồng hồ từ 8 giờ sáng đến khoảng 17 giờ chiều. Thời gian quan trọng lắm. Tôi đã trong tập lộn số này. Thời gian của là miễn phí. Thế thì nói chung giá. Sinh hoạt cùng câu lạc bộ yêu thể thao với những người khuyết tật khác, ông Quyền cũng bén duyên với bộ môn đua xe lăn. Năm 1993, ông có giải thưởng đầu tiên cho bộ môn đua xe lăn của người khuyết tật được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Kiên trì tập luyện, ông cùng đồng đội trở thành đại diện của Việt Nam tham dự giải đấu quốc tế. Tại Paragames lần thứ nhất tổ chức ở Malaysia, ông xuất sắc giành 3 huy chương vàng cá nhân. Đây là lần cho bạn nó sau tiết tội. Ông biết được là ông giám đốc sản xuất xe lăn đua rồi đó. Kéo cao xe, ông chạy phía cái tay Mã Lai ở bên đó, cái tay đó vượt chặn lắm. Ông phải hỏi là em dám em sáng nổi đó không thì ở đây chưa biết rồi. Với bạn nhau của Việt Tiên, bạn nhau của Việt Tiên không nổi đâu. Họ nói chạy ghê lắm. Chạy thôi, em phải bật xe máy xe mà. Giá thì chỉ một mình mà chưa biết được đâu, chưa biết được rồi. Ta súng nổ biết được. Cái lúc đó là thì đâu cái rồi. Không nhớ cái lời của ông Phật, ông Tô Cành Can ấy. Đó nhớ lời của ông dạy mà đừng có làm anh đột trên đường đua với ông. Sau khi chú phải đeo bám nào đó, đeo bám riết luôn. Tới cái giờ cuối, giờ bắt đầu chạy thích, chú mới phải khóc rồi. Hắn được đó. Tại quá là lập hết tiếp rồi. Lập hết tiếp là ba quý phải tệ anh cũng. Giành được những thành tích vang dội ở đấu trường quốc tế, nhưng trở về cuộc sống thường nhật, ông vẫn gắn bó với việc sửa đồng hồ. Cũng nhờ nghề, ông nên duyên vợ chồng với một khách quen, thường xuyên lui tới sửa đồng hồ. Vợ chồng ông có một người con trai, năm nay 20 tuổi. Dù có khiếm khuyết từ nhỏ, ông Quyền vẫn luôn tâm niệm ông trời không lấy của ai tất cả. Ông sống hết mình với đam mê, yêu công việc và tận hưởng từng phút giây được sống bên cạnh những người mình yêu thương.